Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì có rất là nhiều bậc phụ huynh luôn mong muốn đầu tư cho con em của mình để có một tương lai tươi sáng. Và du học Singapore hiện nay đang là xu hướng được rất là nhiều các bậc phụ huynh và các em học sinh hướng đến. Thì trong chương trình giải đáp du học ngày hôm nay thì chúng tôi có mời đến chị Hồng Ly là chuyên viên tư vấn của công ty du học Tân Đại Dương sẽ giải đáp cho tất cả các bạn những thắc mắc mà các bạn đã gửi đến hộp thư của du học Tân Đại Dương nhé. Vâng, và câu hỏi đầu tiên là được gửi đến từ bạn Huỳnh Mai ở thành phố Hồ Chí Minh, là em là sinh viên năm tư ngành quản trị kinh doanh tại trường Đại học Văn Hiến. Em đang dự định sau khi kết thúc đại học tại Việt Nam sẽ theo học thạc sĩ tại Singapore. Thì tham khảo thì thấy trường Curtin có chuyên ngành thạc sĩ quản trị dự án, cho em hỏi môn học này cũng như là học phí ngành này ra sao. Thì xin cảm ơn câu hỏi của bạn Huỳnh Mai. Đối với ngành thạc sĩ quản trị dự án là khóa học được nhiều sinh viên quốc tế yêu thích nhất. Và khóa học này được sự công nhận của Hiệp hội Quản lý Dự án Quốc tế và Quyền Quản lý Dự án của Úc. Thì thời gian học đối với khóa thạc sĩ này là 1 năm với 3 học kỳ. Học phí là 32.256 đô la Singapore, khoảng là 529 triệu Việt Nam đồng, được chia làm 3 lần đóng. Và các môn học về chuyên ngành quản lý dự án là ở học kỳ 1, các bạn sẽ học về các môn như là quản lý và tổ chức hành vi, quản lý chi phí dự án, quản lý dự án, quản lý thời gian dự án. Và học kỳ 2 các bạn sẽ học những môn như là quản lý dự án đấu thầu, quản lý chất lượng dự án, quản lý rủi ro dự án và một môn tự chọn. Và cuối cùng của khóa học đó là học kỳ 3 thì các bạn sẽ học những môn như là quản lý dự án và danh mục đầu tư, quản lý nghiên cứu dự án 1, quản lý nghiên cứu dự án 2. Vâng, thì các bạn cũng đã có thể biết được cái quá trình học của mình cũng như thế nào rồi ha. Vâng, và câu hỏi thứ hai là đến từ bạn Hoàng Vương ở Cà Mau. Là tôi cũng đang phân vân không biết nên cho con tôi du học thạc sĩ tại Singapore hay là tại Úc. Có thể tư vấn giúp tôi về quy trình xin visa Singapore và visa Úc thì phương án nào là phù hợp nhất được không ạ? Thì xin chào bạn Hoàng Vương. Đối với du học Úc hiện nay yêu cầu các thủ tục khá nhiều như là chứng minh tài chánh, thu nhập của bố mẹ. Do những yêu cầu này mà rất nhiều trường hợp của các bạn sinh viên muốn du học Úc nhưng không đạt được cái ước mơ bởi rào cản đó là xin visa. Và giải pháp để có du học Úc đơn giản hơn về vấn đề xin visa hiện nay đó là chuyển tiếp từ Singapore qua Úc. Và trường Curtin Singapore đang là trường được quan tâm khá nhiều với thiết kế chương trình học tại Singapore nhưng không khác gì so với học sinh tại Úc. Thì trường Curtin được thành lập từ năm 1968. Curtin là một trong những trường đại học công lập hàng đầu tại Úc và nằm trong top 3% các đại học tốt nhất trên thế giới. Có các cơ sở đặt tại Sydney, Perth của Úc và Malaysia, Singapore. Sinh viên học tại Curtin Singapore được nhận bằng tương đương như là du học ở Úc với cái mức học phí thấp hơn 40% hoặc có thể chuyển tiếp sang Úc ở Perth hoặc là Sydney với cái thủ tục khá là đơn giản. Vâng, và hy vọng những thông tin mà chị Hồng Ly vừa cung cấp thì các bạn có thể lựa chọn được cái con đường du học của mình ở Singapore hay là Úc các bạn nhé. Và lá thư cuối cùng là đến từ chị Kim Thảo ở Đồng Nai. Con tôi vừa mới tốt nghiệp đại học ngành du lịch khách sạn. Tôi muốn cho con học tiếp thạc sĩ ngành khác, như vậy có được không? Và cơ hội làm việc sau khi ra trường là như thế nào ạ? Thì xin chào chị Kim Thảo. Singapore là đảo quốc thu hút các nhà đầu tư nhất nhì trên thế giới. Cánh cửa tuyển dụng của các doanh nghiệp tại Singapore cũng rất nhiều. Do đó, sinh viên sẽ có cơ hội làm việc với hơn là 14.000 công ty đa quốc gia đang hoạt động tại Singapore. Thì trường hợp con chị đã có bằng thạc sĩ ngành du lịch khách sạn, muốn chuyển tiếp sang học thạc sĩ một ngành khác tại Singapore, thì chị có thể tham khảo chương trình thạc sĩ tại trường Curtin Singapore như là thạc sĩ kinh doanh quốc tế, hậu cần logistics, thạc sĩ quản trị dự án với cái mức học phí đối với ngành thạc sĩ là 32.256 đô la Singapore, khoảng là 529 triệu Việt Nam đồng, đóng làm 3 lần. Thì năm 2015 này, Curtin Singapore cũng có chương trình học bổng của hệ thạc sĩ rất là hấp dẫn. Đó là 5.376 đô la Singapore, khoảng 91 triệu Việt Nam đồng. Và yêu cầu của chương trình học bổng thạc sĩ này đó là các bạn tốt nghiệp đại học được Curtin công nhận. IELTS là 6.5, học phí thạc sĩ trừ đi học bổng thì chỉ còn 26.874 đô la Singapore. Thì tương đương khoảng là 441 triệu Việt Nam đồng. Đây là một cái mức học phí khá hấp dẫn cho chương trình thạc sĩ hiện nay. Thì ngoài học bổng thạc sĩ thì trường Curtin còn có thêm những cái học bổng cho những cái khóa như là đại học từ 110 cho đến 145 triệu Việt Nam đồng, cao đẳng là 73 triệu Việt Nam đồng. Vâng, rất là cảm ơn những thông tin cũng như là cái học bổng mà chị Ly đã mang đến cho chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Và Tân Đại Dương hiện đang là đại diện tuyển sinh cho trường Curtin Singapore, thì cần thêm thông tin gì các bạn cũng có thể liên hệ ngay văn phòng công ty theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra chúng tôi còn hai chi nhánh ở quận 5 và ở thành phố biển Nha Trang. Lưu ý Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Hoặc các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 hoặc truy cập vào website tandaiduong.edu.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
Xin chào các bạn, Singapore hiện nay đang là điểm đến của các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam. Nhưng nhiều câu hỏi được đặt ra, đó là làm sao chọn cho mình ngôi trường tốt, cũng như là làm sao chọn cho mình chuyên ngành phù hợp với khả năng học tập cũng như sở thích của mình. Thì trong chương trình hôm nay, Tương Đại Dương có mời chị Minh Thu, hiện nay đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Curtin Singapore. Thì hôm nay chị Minh Thu sẽ cùng chúng ta để giúp chúng ta chọn cái chuyên ngành phù hợp nhất. Xin chào chị Minh Thu. Xin chào Ly và xin chào Tương Đại Dương. Rất vui khi được có mặt hôm nay để giải đáp cho bạn những thắc mắc hay là những câu hỏi trước về vấn đề mà đi du học tại Singapore. Thì chị Minh Thu có thể là giúp cho các bạn giới thiệu đôi nét về trường của mình cũng như là thế mạnh của trường Curtin so với trường khác thì như thế nào thưa chị? Đầu tiên thì mình xin tự giới thiệu là trường đại học Curtin Úc thì được thành lập vào năm 1968 tại Úc và đây là một trong những trường đại học lớn nhất tại bang Tây Úc. Thì trường chính thức thành lập tại Singapore vào năm 2008 và đây là khu học xá lớn nhất của trường. Thì một số những đặc điểm nổi bật của trường đại học Curtin Singapore như sau: đây là khu học xá chính thức của trường đại học công lập Úc, thứ hạng của trường Curtin Singapore rất là tốt, là trường nằm trong top 100 trường đào tạo về ngành tài chính, kinh tế và truyền thông của thế giới, nằm trong top 25 những trường trẻ tuổi dưới 50 tuổi. Và ngoài ra những cái ngành thạc sĩ của trường như là thạc sĩ quản trị dự án cũng nằm trong top 4 của Úc, thạc sĩ về logistics và thạc sĩ về quản trị kinh doanh quốc tế cũng lần lượt nằm ở hạng 2 và hạng 4 tại Úc. Ngoài ra thì thời gian học tại Curtin Singapore cũng khá là ngắn. Nếu mà bạn quyết định chọn đi học ở Úc thì bạn có thể thấy là thạc sĩ bạn chỉ học trong thời gian 1 năm và đại học bạn chỉ học trong thời gian 2 năm là bạn đã nhận được bằng. Đó là những ưu điểm. Còn về học phí thì học tập tại Curtin Singapore cũng là chi phí thì nó rẻ hơn, thấp hơn tại Úc tới 40%. Một số những chi tiết khác mà tôi muốn đề cập tới là bạn hãy an tâm về vấn đề học ở Sing. Thì vì học ở Curtin Singapore nhưng bạn vẫn nhận được cái bằng của Curtin Úc. Và về phương án nhận bằng, bạn cũng sẽ có 3 phương án. Một là bạn sẽ được bay qua bên Úc để bạn nhận bằng. Hai là bạn có thể nhận bằng tại Singapore. Và ba là trong có rất nhiều sinh viên học tại Curtin Sing thì các bạn đã tìm được việc làm sau khi vừa tốt nghiệp thì nhà trường có thể chuyển cái bằng về tận nhà cho các bạn. Đó là những đặc điểm nổi bật của trường. Thì được biết Curtin Singapore là trực thuộc của Curtin của Úc. Thì những sinh viên mà muốn học tại Singapore đó thì cái thời điểm nào là thích hợp để chuyển tiếp sang Úc thưa chị? Trường đại học Curtin Singapore có một chính sách là chúng tôi không ép buộc sinh viên là phải học tại trường bao lâu trước khi chuyển tiếp vào Úc. Đây là một lợi thế mà tôi nghĩ là các bạn sinh viên cần phải lưu ý. Nhưng mà thông thường thì các bạn sinh viên để mà thuận tiện để làm visa sang Úc á, thì các bạn sinh viên thường là các bạn sẽ học tiếng Anh và một chương trình tại Singapore, ví dụ bạn học cao đẳng 2 học kỳ tại Curtin Singapore trước, sau đó thì bạn sẽ chuyển qua Úc để học 4 học kỳ còn lại tại Úc. Thì sau khi trong quá trình học tập tại Úc thì bạn có thể xin việc làm tại đây. Thì bởi vì chính sách mà của chính phủ Úc là người ta cho phép sinh viên làm việc là 20 tiếng trong một tuần. Thì hiện nay thì trường của mình trong năm 2014 có những cái chính sách học bổng hay hỗ trợ cho sinh Việt Nam không thưa chị? Rất là vui mừng là trong năm 2014 thì Curtin Singapore có những cái gói học bổng rất là hấp dẫn và giá trị dành cho những sinh viên giỏi tại Việt Nam. Đối với học bổng của chương trình thạc sĩ là bạn sẽ có cơ hội nhận học bổng lên tới 46 triệu Việt Nam đồng. Còn đối với chương trình cao đẳng và chương trình đại học thì bạn sẽ có cơ hội nhận học bổng lên từ giá trị 73 triệu cho tới 145 triệu Việt Nam đồng. Wow, thì chương trình của trường có mọi cái học bổng cho chương trình từ cao đẳng đến thạc sĩ đúng không chị? Dạ đúng rồi. Thì trường của mình thì rất là nhiều chuyên ngành đào tạo, thì không biết sinh viên Việt Nam thường thì lựa chọn những chuyên ngành nào nhiều nhất thưa chị? Tôi có một cái điều muốn nói rõ với sinh viên là khi mấy bạn quyết định chọn học tập tại trường đại học Curtin Singapore có nghĩa là bạn muốn học những cái ngành thuộc về kinh tế, và trong những cái khối trường kinh tế thì trường chúng ta cũng nằm trong top 10 của Úc. Thì thường các bạn sinh viên có thể là chọn quản trị kinh doanh hoặc là những cái ngành như marketing, tài chính, ngân hàng, và đặc biệt là cái chương trình học của trường khá linh động vì bạn có thể học cả ngành đơn hoặc là bạn học ngành kép. Thì học ngành kép thì nó sẽ có những cái chuyên ngành như là marketing và tài chính, tài chính và ngân hàng, tài chính và kế toán, thì cơ hội xin việc làm cho bạn sau này sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn bởi vì trong cái bằng của bạn thì nó sẽ có 2 chuyên ngành. Thì ở Curtin Singapore có những cái chính sách hỗ trợ cho sinh viên mà họ muốn là tìm cơ hội việc làm tại Singapore không chị? Về vấn đề việc làm của sinh viên thì ở trường có phòng tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên, thì các nhân viên trong văn phòng này sẽ hướng dẫn sinh viên từng bước về trong quá trình xin việc làm.
Ví dụ là họ sẽ hướng dẫn sinh viên cách viết CV, cách trả lời phỏng vấn, có những buổi workshop, có những buổi training về các kỹ năng xin việc làm. Ngoài ra thì bạn cũng biết là ở bên Singapore thì có rất là nhiều những cái văn phòng đại diện, những cái công ty từ nước ngoài đầu tư tại đây, thì đây cũng mở ra một rất là nhiều những cơ hội việc làm phong phú dành cho sinh viên tốt nghiệp tại trường đại học Cơ Tiên Singapore. Thì ngoài ra trường có những cái hoạt động ngoại khóa nào dành cho sinh viên vui chơi giải trí không thưa chị? Dạ có, thì rất là nhiều những hoạt động ngoại khóa và tôi nghĩ là các sinh viên nó rất là ưa thích. Thì chúng ta sẽ có những cái chương trình từ thiện, thiện nguyện dành cho các bạn để mấy bạn tạo một cái tấm lòng yêu thương đối với cộng đồng. Những chương trình, thí dụ như là chương trình chạy bộ tình nguyện của trường được tổ chức hàng năm. Thì những cái giao hữu về cầu lông, bóng bàn, bóng rổ hoặc là đá banh cho các sinh viên tại trường. Ngoài ra thì để ở tại trường Cơ Tiên Singapore khuyến khích sinh viên cân bằng giữa việc học tập và vui chơi giải trí. Đó là lý do tại sao mà nhà trường đã đầu tư một cái phòng tập gym miễn phí, phòng nghe nhạc, phòng nghỉ trưa cho sinh viên để cho bạn có thể học tập và vui chơi phù hợp nhất. Qua sự chia sẻ của chị Minh Thu vừa rồi thì một phần nào đó chúng ta đã có thêm một sự lựa chọn cho riêng mình. Và để chi tiết hơn về trường Cơ Tiên Singapore, các bạn có thể vui lòng liên hệ công ty Tân Đại Dương, hiện nay đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Cơ Tiên Singapore tại Việt Nam, qua số điện thoại là 0838484879. Hoặc chi tiết hơn nữa, các bạn có thể truy cập website tân đại dương.edu.vn, hoặc các bạn muốn xét học bổng tại Cơ Tiên Singapore thì các bạn có thể mang hồ sơ tại địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, tư vấn sẽ hướng dẫn các bạn để nhận cái học bổng cao nhất.